màu vàng ở trên. Tô con tô cho bố màu hồng ở đây. Bố tô màu vàng ở cánh này. Con tô màu hồng ở đấy nhé. Đấy. Các bạn chú theo dõi nha, bạn sẽ tô màu từ từ thôi nha. Giúp bố nè. Chúng ta sẽ cùng tô màu thật đẹp nhé. Xin chào các bạn. Bạn sư hôm nay thích vẽ gì nhỉ? Sắp đến Trung thu rồi, chúng ta sẽ vẽ một chiếc đèn nông sao nhé, chiếc đèn nông sao để đi rước đèn nông sao Trung thu nhé. Đây này, bố sẽ hướng dẫn các bạn cùng bé sữa vẽ một chiếc đèn nông sao thật là đẹp nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi nhé. Yeah. Đèn nông sao này, đèn nông sao có 5 cánh này, chúng ta sẽ vẽ một nông sao 5 cánh trước các bạn nhìn nhé. Đây này, bố bạn sữa sẽ vẽ một cái đường hình tròn nhé. Hình tròn để làm gì con? Hình tròn này để là bao quanh chiếc đèn nông sao đấy các bạn ạ. Đấy, méo mất rồi, không sao. Tí bố sẽ chỉnh sau. Đấy. Đây là một hình tròn tương đối nhá. Rồi, sau đó bố bạn sữa sẽ vẽ. Những chiếc ni lông trang trí xung quanh đèn lồng sao nhé. Đấy, đèn lồng sao có rất nhiều hình trang trí xung quanh. Bạn sữa hiểu chưa? À, lát nữa tô màu sẽ đẹp con ạ. Đấy, bạn sữa bạn ấy bảo bố vẽ xấu vậy nhé. Các bạn hãy chờ xem nhé. Rồi bây giờ bố vẽ trước ông sao nhé, cho con đỡ chê bố nhé. Đây này, ông sao có 5 cánh này. Chúng ta sẽ vẽ đèn lồng sao 5 cánh nhé. Đấy, chúng ta sẽ vẽ từ trên xuống dưới trước này. Đấy, con nhìn thấy chưa? Đấy, bố sẽ vẽ đèn lồng sao 5 cánh này. Đấy. Các bạn chú ý nhé. Đấy. Chúng ta cùng vẽ nào. Nó lối vào đây. Đấy. Lối hai điểm này lại. 5 cánh của đèn lồng sao chưa? Đấy, sau đó chúng ta vẽ cái cán của đèn lồng sao trước này. Để cho các bạn đỡ sốt ruột nhé. Đây, chiếc cán của đèn lồng sao này, đấy. Sau đấy, bố bạn sữa sẽ vẽ thêm cái lúm trang trí ở đây này. Chỗ này có cái hai cái lơ này. Trang trí rất nhiều màu sắc ở đây này. Bạn sữa hiểu chưa? Đấy. Đấy là về cơ bản là chiếc đèn lồng sao. Từ từ con, để bố còn trang trí xung quanh nữa, chưa xong đâu. Các bạn chú ý đợi xem nhé. Đây là mới phát thôi. Sau đó chúng ta sẽ trang trí xung quanh này. Đây này, những cái chiếc ly lông này. Mời bạn sữa bạn đi bảo xấu quá ấy. Thật ra những cái này vì sau tô màu lên sẽ đẹp các bạn nhé. Đấy, bạn ấy chưa gì bạn ấy đã bảo bố vẽ xấu rồi. Đây là các cái hình dây kim tuyến trang trí xung quanh đèn ông sao, con nhớ chưa? Đấy. Chúng ta trang trí xung quanh để lấy chỗ chúng ta tô màu dây kim tuyến nhé các bạn nhé. Đấy, dây xanh đỏ tím vàng ấy. Các bạn nào vẽ đèn ông sao hoặc là đã từng làm đèn ông sao các bạn sẽ hiểu. Đấy, các bạn nhớ nhé. Hãy theo dõi đến cuối video xem bố bạn sữa và bạn sữa tô màu như nào nhé. Đấy, đèn ông sao rất là đẹp luôn. Đây là những chiếc dây kim tuyến bao xung quanh ấy, xung quanh đèn ông sao. Rất là dễ thôi. Chúng ta cùng chịu khó đợi đến cuối video để chúng ta xem kết quả nhé. Đây, chúng ta vẽ phát cái dây kim tuyến ra, bạn sữa nhìn vào đây này. Để lần sau con tập trung nhé, bố phát rất là nhanh thôi. Đó, chúng ta không sợ sai nhé, chúng ta cứ vẽ thật nhanh. Đấy, sau buổi bố hướng dẫn này bạn sữa sẽ tự vẽ nhé. Đấy, về cơ bản đã gần xong rồi. Bây giờ bố sẽ đi lại cái led to cho đèn ông sao này. Này, nhìn bố đây này. Con chuẩn bị màu đi, con chuẩn bị chọn ra cho bố màu xanh đỏ tím vàng đi. Để chúng ta tô cánh ngôi sao. Con chọn màu ra cho bố. Màu xanh lá cây này. Màu đỏ này. Màu tím này. Màu xanh lá cây đây. Đúng rồi, con nhặt ra cho bố. Con lấy cái cán con cậy không nó ra. Không có cán. Không có cán á. Đấy, các bạn nhớ nhé. Màu gì đấy bố? Màu đỏ. Màu đỏ tươi, đỏ cờ ấy. Màu tím, màu vàng. Màu đỏ đâu?
Con tìm xem nào, con tìm xem màu đỏ ở đâu nào. Đây đúng không bố? Đúng rồi. Đấy, chiếc đèn ông sao rất là dễ thôi. Sau đó đến phần cán này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Một chiếc đèn ông sao rất là đẹp nhé. Và cũng không mất mấy phút đâu, chỉ mất vài phút thôi chúng ta đã phát được xong rồi, khoảng 4-5 phút gì đấy. Màu tím màu vàng con. Sau đó nhé, các bạn hãy chú ý nhé, trong quá trình tô màu nhé, bố bạn sữa và bạn sữa sẽ có thể sẽ tua nhanh một số đoạn. Sau đó các bạn hãy đợi đến cuối video để xem kết quả nhé, xem chiếc đèn ông sao của hai bố con bạn sữa đẹp không nhé. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị tô màu nè. Màu nữa nào, chỉ có 3 màu thôi. Rồi, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng đó con, màu cam. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta đến công đoạn tông màu, tô màu nhé, các bạn chú ý theo dõi nhé. Bố bạn sẽ tô mỗi cánh ngôi sao một màu này, màu vàng này, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu cam, màu hồng, hoặc là những màu gì đấy chúng ta tô xung quanh dây kim tuyến này nhé. Các bạn chú ý đón xem tiếp tục nhé. Quá trình tô màu thì có thể là bố bạn sữa và bạn sữa sẽ tô thật nhanh bởi vì nó rất là lâu, các bạn chú ý theo dõi nhé. Rồi bây giờ bạn sữa tô màu cùng bố nhé. Bố sẽ tô màu vàng ở trên, con tô cho bố màu hồng ở đây. Bố tô màu vàng ở cánh này, con tô màu hồng ở đấy nhé. Đấy, các bạn chú ý theo dõi nha, bạn sẽ tô màu từ từ thôi nha, giúp bố nè. Chúng ta sẽ cùng tô màu thật đẹp nha. Đấy, bức tranh có đẹp hay không là do quá trình chúng ta tô màu đấy. Vì vậy các bạn phải tô màu thật cẩn thận nhé, bạn sữa nhé, nghe chưa? Vâng ạ. Đúng rồi, bạn ấy tập trung tô màu quá, bạn ấy quên mất. Đây các bạn ơi, các bạn thấy không? Chiếc đèn ông sao rất là nhiều màu sắc, rất là đẹp nhé. Sữa có thích không con? Có. Lần sau con cố gắng tự vẽ một mình nhé. Đấy các bạn nhỏ ơi, các bạn hãy cố gắng vẽ và trang trí chiếc đèn ông sao để chuẩn bị chúng ta đi chơi Trung Thu nhé. Buổi hướng dẫn vẽ chiếc đèn ông sao đến đây là hết rồi. Sữa chào tạm biệt các bạn đi con. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo video mới nhé. Cảm ơn các bạn.